Chào mọi người, mình vừa kết thúc 8 tiếng cơ bản, bây giờ là tăng ca mọi người. Thì bây giờ mình ăn cơm. Hôm nay mình quay cho mọi người xem bữa cơm tăng ca của Nhật và cơm hộp của người Nhật như thế nào nhé. Đây mọi người, suất cơm hộp đây. Hôm nay ăn cơm cơm với thịt, quá trời thịt luôn. Đó, cơm như họ kho cái hành tây này. Hôm nay thêm được hộp mì nhỏ nữa. Thì suất cơm này thôi, chắc là cơm đặt nên là không có giá mọi người ạ. Nhưng mà để mà ra siêu thị mua suất cơm này cũng phải tầm 500-600 yên đấy. Rơi khoảng tầm 120-130 từ Việt Nam. Còn cốc mì này khoảng tầm 50 yên này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ăn cơm nhá. Mời mọi người ăn cơm với mình nhá. Mời mọi người ăn cơm. Ngon. Chỉ có kho có tí nước sốt là ngon. Mọi người muốn cơm. Hôm nay nóng rồi, làm nóng á. Cơm hộp của Nhật rất là hay. Thức ăn lúc nào cũng nhiều hơn cơm. Hôm nay không ăn cái hộp cơm 7-8 món. Hộp đấy nhìn mới hay mọi người. Cơm có một tí à, chỉ một xêu cơm. Nhưng mà thức ăn thì nhiều kinh khủng. 6-7 món. Mấy món một tí. Ở Nhật họ không ăn cơm nhiều. Hiện tại bây giờ mình đang ở kho mọi người. Mang kho quay cho mọi người xem. Phòng cứu kê mình tuần vừa rồi công ty nó lắp thêm tường nhựa vào chắn hai bên ra, chia đôi phòng ok. Đợt mình quay mọi người xem ấy, cho con gái Việt Nam sang bên đấy nữa. Là phòng ok đông rồi, hơi ồn, mình xuống đây quay để cho mọi người dễ nghe hơn, nó yên tĩnh hơn. Mọi ngày chỉ có suất cơm thôi. Hôm nay công ty sao tự chế cho thêm hộp mì nhỏ nhỏ nữa. Ngon. Lâu lâu tăng ca mấy bữa mà ăn đúng giờ, 5 giờ ăn việc ăn cơm ấy. Không mấy nữa không được tăng ca về. Đến gần 5 giờ là đói. Về nhà phải nấu mau mới mải cơm ăn mọi người. Mỗi bữa cơm tăng ca của anh em mình tính là tiền Việt Nam bằng một ngày làm ở Việt Nam mọi người. Bữa hôm nay phải rơi khoảng tầm 150.000 tiền Việt. Hôm mà con ca gặp cái bữa cơm mà một suất cơm 7-8 món ấy, mình sẽ quay cho mọi người xem.
anh em mình tăng ca, con trai tăng ca ở công ty mình thì lại nhàn, tăng ca đi làm dọn dẹp, bởi vì cái lúc giờ hành chính ấy, cắt nhiều rồi, cắt hết rồi. Cái lúc tăng ca chủ yếu là tẩm bột cá, thế nên là con trai không làm những cái đấy. Ngoài bên ba anh em mình hết việc, hay là đi vào bên trong làm chỉ dọn dẹp, rửa máy, mấy cái máy cắt, lại máy tẩm bột thôi, không làm gì được. Nặng nhọc bê bát gì hết. Thịt ngon mọi người, mình thích ăn cơm mà, cơm mà dễ ăn, thịt lợn nó mỡ mỡ, nó có cái nước sốt thịt đó, ngon. Nay mình cũng mua mì rồi, hộp mì to, để ăn thêm cơm, nhưng mà công ty cho mì rồi thôi mình ăn luôn. Combo combo của buổi tăng ca hôm nay. Cầm hộp mì về, nếu mà có về nhà 8 giờ về có đói thì ăn thêm, mà không để mai ăn. Nói chung là mình ăn nhiều ăn khỏe lắm mọi người. Mình cứ theo thói quen rồi, ngày xưa đi lính rồi cũng ăn cơm ngày 3 bữa, từ ngày ra quân giờ đến lúc ra này cũng thế, bữa nào cũng cơm, tùy hôm nào cuối tuần thì ăn mì hay ăn gì thôi, chứ đa số chỉ ăn cơm. Một ngày mà 3 bữa mà không ăn cơm, một bữa 2 bữa là mình không chịu, cảm giác con đói nó lả người luôn. Hết mọi người nhé, mình chẳng sạch sẽ đâu. Thế thôi bây giờ mình đi vứt rác này rồi nghỉ ngơi một tí, hay là chuẩn bị công việc tăng ca giờ đến 8 giờ. Thôi tạm biệt mọi người nhé, hẹn mọi người các video tiếp theo, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình để cho anh em mình có động lực để làm nhiều video về cuộc sống của anh em bên Nhật cho mọi người xem nhé. Bye bye.